Bà cạo. Em lại thua nữa rồi. Anh thắng hoài cũng chán quá. Bây giờ anh có ý này. Ai thua thì lột đồ cho nó hấp dẫn, chơi không? Sao? Em sợ hả? Em sợ anh hả? Chơi thì chơi, ngán anh sao? Ok. Tính ngốc. Cởi đồ đi em. Ủa, em tưởng anh nói giỡn. Thì chứ giỡn gì, cởi đồ đi. Muốn anh cởi giùm không? Cởi đi. Cởi ra luôn. Nè, anh làm gì vậy? Đừng có quay. Anh quay làm kỷ niệm chơi thôi, chứ anh đâu có gửi cho ai đâu mà em sợ. Thôi đi, dạo này lộ clip nhiều lắm đó. Tin anh đi, không sao đâu. Định nút. Em phải nút. Thu hoài trời. Anh thắng nữa rồi. Cởi áo đi. Cởi được không? Phải cởi chứ, có chơi có chịu. Cởi đi, còn cái áo trên người em kìa. Da em trắng mà mịn quá. Nè, anh làm gì vậy? Nè, em đi đâu mà đẹp vậy? Đi đâu đâu, ở nhà thôi mà. Sắp tới sinh nhật của ba rồi. Anh tính là tặng một bộ vest thật là đẹp cho ba được không? Mình có lòng là được rồi, tặng gì mà chẳng được hả anh? Em nói vậy sao được. Tại vì nhờ có ba với em nên anh mới có ngày hôm nay. Nên anh phải suy nghĩ coi tặng món quà gì đó cho ba phải thật là ý nghĩa mới được. Nếu mà không nhờ anh giỏi á, thì ba em có giúp đỡ anh cỡ nào anh cũng không thành công được đâu. Vợ anh khéo nịnh thiệt. Ai vậy ta? Đợi anh xíu ra mở cửa. Ủa, anh Long. Dạ. Em đi đâu đây? Lâu quá rồi chúng ta mới gặp. Sao lại đến đây? Ủa, anh? Ai vậy anh? Giới thiệu với em, đây là Dâm, bạn học cũ của anh. Còn đây là vợ của anh. Em chào chị, em là bạn học cũ của anh Long. Ủa, vậy hả? Vậy mời em vào nhà chơi. Chị đi chợ mua đồ rồi về đãi em ha. Dạ, cảm ơn chị. Em đi cẩn thận nha. Em đi vô trong đi. Em ngồi đi. Anh với Vân cứ ngồi chơi ở đây nha. Em đi chợ xíu rồi về. Mới 5 năm không gặp mà nhìn anh khác quá. Anh cũng bình thường thôi. Em tới đây làm gì vậy? Em khỏe không? Anh yên tâm đi. Hôm nay em đến đây là chỉ muốn nhờ anh giúp em một việc thôi. Em có chuyện gì hả? Nói đi, anh giúp được anh sẽ giúp. Anh có nhớ 5 năm trước chúng ta đã từng làm gì không? Da em trắng mà mịn quá. Nè, anh làm gì vậy? Chuyện đó qua lâu rồi mà em. Với lại bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng mà. Nhưng mà sau lần đó em đã có thai. Em nói cái gì? Em có thai? Đúng vậy, em có thai với anh. Và con của mình được gần 5 tuổi rồi. Sao lúc đó không nói cho anh biết? Lúc đó em sợ. Em không biết phải làm sao hết.
em không dám nói với ai hết, cho nên là một mình em nuôi con. Nhưng mà bây giờ em không còn khả năng nuôi con nữa. Em muốn nhờ anh chu cấp cho con được không? Chuyện này anh, thôi để từ từ anh tính. Anh không tin em hả? Đây là giấy xét nghiệm ADN lúc mà em sinh con xong em đã làm đó. Nếu như mà không tin, anh có thể đi kiểm tra lại. Nhưng mà nè, anh làm cũng phải cẩn thận thôi, đừng có để gia đình nhà vợ anh biết đó. Gia đình vợ anh là gia đình danh giá, anh nghĩ như thế nào nếu như họ biết chuyện anh có con riêng? Đã vậy anh còn chơi cái trò đánh bài cởi đồ, họ có chịu tha thứ cho anh không? Tất cả sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan hết. Em chọn cách như thế này là đã tốt lắm cho anh rồi. Ê, hay là bây giờ em đi về trước đi, rồi có gì đem liên lạc với em sau. Nhanh nha, em chờ câu trả lời của anh. Tại sao lại như vậy chứ? Anh à. Mấy nay sao cứ suy nghĩ lo lắng chuyện gì hoài vậy? Không có gì đâu em, anh đang lo chuyện của công ty thôi. Hai đứa mình là vợ chồng, em á thì luôn ở sau ủng hộ anh, có chuyện gì anh phải nói cho em biết chứ đừng có giấu em hoài nha. Cảm ơn vợ của anh. Thôi để em giúp anh xả stress nha. Thôi em, để bữa khác đi, hôm nay anh hơi mệt. Anh cứ ngồi yên đi, em làm hết cho anh, không phải mất tí sức nào đâu. Cửa không có khóa, anh vô đi. Anh suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Em làm cái gì vậy? Đúng, anh suy nghĩ kỹ rồi. Đứa bé là con của anh nên anh phải có trách nhiệm. Đây là 1 tỷ anh đưa cho em, dưới một điều kiện, sau này em tránh xa nơi này ra. 1 tỷ anh nghĩ là đủ hả? Chứ em muốn bao nhiêu? 2 tỷ. 2 tỷ cũng được, nhưng mà bây giờ em cầm trước 1 tỷ đi, 1 tỷ còn lại anh đưa em sau. Cũng được. Nè, anh đi đâu vậy? Anh lại với em đi xuống đi. Không có được, anh là người đã có gia đình rồi. Anh làm gì á mà anh sợ vợ dữ vậy? Còn đâu á, anh Long ngày xưa của em, đầu lợi trời, chân đạp đất, bây giờ lấy nên cô gái khác, anh cũng có bản lĩnh rồi. Em biết á, anh làm rể nhà người ta cũng không có thoải mái gì. Hôm nay anh thử làm chính mình một bữa đi, em sẽ phục vụ cho anh. Dân à, em giữ lòng tự trọng đi. Em bỏ đi, anh đã đưa em tiền rồi, em còn gọi làm gì nữa? Anh sao vậy? Sao anh cứ chê em hoài vậy? Ủa, em có gì không bằng vợ anh hả? Anh không có chê em, nhưng anh là người đã có gia đình rồi. Em muốn tiền chứ gì?
anh sẽ đưa em thêm 500 triệu nữa. Giờ em đi về quê đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng mà em vừa muốn có tiền, em vừa muốn có anh. Em anh nè, em đâu có kêu anh phải bỏ vợ anh đâu. Chỉ cần lâu lâu anh qua ngủ với em là được rồi. Em sẽ phục vụ anh. Anh được sướng, anh còn không chịu nữa. Không được. Nếu như mà anh không đồng ý, em sẽ nói cho gia đình vợ anh biết. Anh nghĩ coi, gia đình vợ anh là gia đình danh giá, vợ anh có tha thứ cho anh không? Bố vợ anh có tha thứ cho anh không? Sau đó anh lại trở thành một thằng nghèo hèn, khổ rách áo hơn, trắng tay như lúc trước. Nếu như ngày hôm nay anh bước ra cánh cửa này, anh cứ trách em. Tôi sẽ nói cho vợ anh biết. Em không cần nói nữa đâu, tôi đã biết hết rồi. Đúng là em đã không chọn nhầm người mà. Em muốn xem thử anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Thật may là anh vẫn còn yêu thương em đó. Anh xin lỗi em nhiều lắm vợ. Còn cô nữa, tôi đã cho người điều tra. Đứa bé mà cô lấy ra để đi về ảnh không phải là con của anh Long, mà là con của cô với người khác. Tôi không ngờ cô lại làm chuyện như vậy được. Không phải, không phải. Đó là con của em với anh đó. Có phải cô định nói như vậy để hai người trái phải trách nhiệm đúng không? Nếu như á mà hai người không chịu trách nhiệm, tôi sẽ rung bén lên á. Cô cứ làm đi. Tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Tội chiếm đoạt tài sản của cô hơn 2 tỷ, nó phải đi tù đó. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh.